Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thắng Vlog. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2020. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cây lá men các bạn. Trên tay tôi là bụi cây lá men các bạn. Hoa tím các bạn nhé, hoa tím và lá giống như gọi cây lá men này, còn có tên gọi khác là cây kinh giới núi. Thì lá này thì hơi giống lá kinh giới các bạn. Hoa tím, tác dụng của nó là sẽ chữa được các bệnh đau đầu. Nó có tên lá men vì ngày xưa các cụ thường hay lấy lá nó sẽ làm tạo những cái men nấu rượu, nên gọi là lá men các bạn. Đây nó có tác dụng là làm chữa đau đầu, hạ huyết áp các bạn nhé, chữa đau. Đây, đây là cây lá men. Đây là cây lá men các bạn nhé, cây lá men hoa màu tím, hoa nó hơi giống thân kinh giới các bạn. Hôm nay mình đã giới thiệu các bạn về cây lá men, còn gọi là kinh giới núi các bạn, chữa bệnh đau đầu tốt các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.